siêu kinh điển. Thôi nhìn lá đang đỏ ao đây. Chẳng chịt thế này. Đây dưới. Đúng về mình cứ cậy đấy chứ. Cái này là cái đuối à? Giỏi đào. Ê, chào anh em nhé, Trung Bonsai và Thúy Subo đang có mặt tại vườn cây của anh Kiên đây. Thì anh Thúy vừa giờ cũng giao dịch một số tác phẩm rồi. Đấy, Thúy vừa giao dịch một cây nhỏ nhắn xinh xắn đây này. Đây, của vườn anh Kiên đây. Chỉ là bim bim thôi nhá. Bim mà nó là tiền đấy không ạ? Nhưng mà nó cũng là cái bim bim này thì chắc là cũng phải là tấm là miếng. Anh Thúy mua bao nhiêu tiền thì nhỉ? Cây này thì anh chỉ mua có 700k thôi. À đấy, quay gần để anh em xem là Thúy đến vườn cây anh Kiên thì mua được rất nhiều tác phẩm đẹp nhá. Đặc biệt những cây gọi là xinh xắn nhỏ nhắn thôi. Nói chung vững hành nhỉ. Đúng rồi, đây rồi, xin sang những tác phẩm bên cạnh này. Đây nha anh em nhá, nói về hàng bim bim nhưng mà úi dồi, thác đổ à? Vâng, thác đổ, đang cho nó ôm vào cục đá. Thôi thì anh Kiên đến năng là buộc vậy thì cũng không xem được. Nhưng mà anh em nào mà thích thì hôm sau thì tôi sẽ cho Zalo cũng như số điện thoại của anh Kiên để anh em có thể tham khảo đúng không? Gốc nó trên đây, nó ụ lên đây xong nó bay một cái đường chạy xuống vòng xuống đây xong ra cả cành. À. Bỏ cho anh 3.500 là cái mua rồi nhưng mà này, à các anh đang giao dịch khoai giấy bên kia. Đây, đây là những tác phẩm về bim bim, tí tôi sẽ báo giá từng tác phẩm một nhá. Đây là một con trong những kênh con này bú đỏ hết nhỉ? Vâng, này bú đỏ. Đấy, con này thì anh Kiên giao lưu tại vườn là bao nhiêu tiền nhỉ? Cho anh em tham khảo đi. Đây và con này 4 triệu anh. 4 triệu này anh em này. Hôm nay là chúng con sẽ hỏi giá từng tác phẩm nhá, thì anh em có thể tham khảo thôi. Đây là cái giá của anh Kiên đưa ra thì anh em có thể tham khảo thì có thể là thêm bớt đúng không? Thì con này thì cái giá của chủ người ta đưa ra như thế nhé. Đấy. Đồng rất nhiều. À. Chơi tạo tác. Đây để đi vào bên trong xem mấy tác phẩm mà. Cái con này nhìn hay hay này anh Kiên này. Con này. Ừ. Và con này có chậu của họ cũng chơi lâu rồi. À. Trước nó một cái ô lù trên. Mua vậy. Con này bao nhiêu tiền? Con này 7 triệu. 7 triệu. Đây nha các bác nha. À, một tác phẩm mà nó cũng là cây chứ mà là cành gì nhỉ? Cây đấy. À, rất là đẹp. À, hai mặt nó như nhau luôn. Thì kia này có cái giá 7 triệu thì anh em tham khảo thôi nhá. À, cái giá đưa ra thì anh em có thể ok gọi điện thoại trực tiếp. À, thì là tôi sẽ để số điện thoại của anh Kiên lên màn hình nhá. Anh em alo cho nó tiện. Hai mặt như nhau. Vâng, hai mặt đều đẹp. Nói chung là nó cũng hơi kém một chút nhưng mà nó là cũng gọi là hàng này cũng là được đâu. Ok, nói chung là hàng lạc vậy thì nó ok, có tầm cái phải. Đây nó còn nguyên chưa được véo gì. Đây, một quai thú này. Vậy rất đẹp nha. Con này nhiều tiền không? Cái này đang 6 triệu rồi. 6 triệu rồi. Đây đang bén mầm. À, cái đây mầm thì nó khỏe rồi, đây này đang vén hết rồi. Này bết nó bệ nó thế này. À, mặt nào ra mặt đây, mặt đây đóng cạnh ở chỗ đây này. Có điểm đỉnh. Thì do không gian hơi chật anh em ạ, chỉ hỏi thời giá thôi thì anh em có thể alo. Còn rất đây. Nhiều nha, trồng gầm bên trên nhiều lắm. Phan ra hàng bin bin này. Nhiều lắm. Úi giời, đang ủ trong kia kìa. Nhiều lắm, trồng gầm biết là nhiều, rất nhiều. Con này nhìn được này. Đẹp chứ, con này được. Có điều là để vậy này nhìn được quay nó hơi khó nên anh em cố gắng nhé. Anh em chiêm ngưỡng xem một tác phẩm. Đấy, con này búp đỏ đúng không? Vâng, đỏ ao, con này đỏ ao. Đấy, đỏ hẳn. Con này nhiều tiền không? Con này có 3 triệu anh. 3 triệu thôi anh em. Đây nhá. Đấy, anh em nào thích con nào thì alo trực tiếp cho anh Kiên chụp lại màn hình nhé. Thì tôi hôm nay tôi chỉ quay đến mức độ như, ở chức độ báo giá thôi. Thì anh em nào mà thích thực sự đam mê những tác phẩm này thì tôi cho quay kỹ này nhá. Thì đây là cái giá đưa ra cho anh em tham khảo. Anh em có thể là trực tiếp liên hệ với chủ cây cũng như chủ vườn đây. Đấy, tí nữa tôi sẽ quay cái lô bên cạnh nha. À, đây dành, của để dành đúng không? Không,
mấy em mình nhầm ở đây. Cái này chung anh dành thời lượng cho tôi đến tôi thêm mua một tác phẩm hoa giấy. Để ngừng máy để xem là anh Thúy giao dịch tiếp một cây hoa giấy nhá. Đây, Thúy này bắt đầu hỏi một cây. Tác phẩm hoa giấy này là bao tiền này? Còn đấy là 2 triệu. Bây giờ tôi nói nha, có cả nhà báo tôi không biết bao nhiêu, cho bây giờ tôi giảm cái giá 1,5 triệu. Rồi. Anh em được thì ta bắt tay giao lưu một tí này. Anh không biết là anh ra đến đây là phải mua anh cây anh kia đấy đang gác cổng thôi mà anh Thúy vẫn đưa cổng xuống. Đưa cổng xuống nhá, để đưa cây để về nhá. Vậy là Thúy giao dịch 2 cây rồi. Chót rồi, giờ buổi trưa rồi. Thì thôi nếu mà anh thực sự đam mê thì thôi em để cái giá nào. Cái này nó cao quá thôi không quay được nha anh em nha. Trường xưa chứ anh. Cây chót là nhanh bắt tay nhá. Bắt tay nhá. Ôi đây 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 ok từ từ nha. Từ từ xem. Tiền gì nói cho. Ôi trời ơi. Mẹ nhá. Đây. Tôi đây, tôi cứ gửi đúng cái giá chủ nhân 1,5 triệu này. Nhá. Ok. Xong rồi, Thúy đã giao dịch cây hoa giấy về vườn và một tác phẩm si. Ok. Rồi nhá. Chào nhà báo nhá. Ok. Nói nhà báo người ta cười chết, mình chỉ là người quần chúng thôi. Tiếp tục về những tác phẩm này thì vừa giờ anh Thúy đã nổ 2 tác phẩm anh em ạ. Những con si này thì chúng tôi cũng đang tham khảo. Để anh em nào mà thực sự thích những cái tác phẩm si này nhá. Thì đây là những cái tác phẩm si nói vườn anh Kiên đây thì anh em hết chê rồi. Độc đáo luôn anh em ạ. Đây si búp đỏ ấy, con này 3 vai đây hay 4 5 vai đây. Đấy, chắc chắn là anh em nhìn thì hình thì anh em sẽ biết nhá. Nói chung là 5 vai, nhiều đầu. Nhiều đầu mà u cục. Một loại si này. Con này bao nhiêu tiền kia này? Thôi thì hôm nay thì nhà ý thì cứ như báo giá cho anh em đi thì anh em có thể alo này. Con này 6 triệu anh. 6 triệu này, đây nhá, một con si này. Ý tôi sẽ quay mặt sau nhá anh em nhá. Thì anh em nào nhà thiện chí thì cứ alo thử xem thì cái giá đấy là chỉ là cái giá để cho anh em tham khảo thôi. Giá phôi. Giá phôi thôi nhá. Nó là cây rồi khác. Con này có bộ chân bệ thì không biết giá cả nào. Con đấy 8 triệu. 8 triệu con này này. Con đấy là vì nó là ở dòng cổ mà búp đúng đỏ đẹp. À búp đúng búp đỏ lá bầu đúng không? Vâng, đỏ đẹp. Ok. Đỏ tươi đẹp. Cũng nhất trí là cái giá như thế đi. Con này thì đầu cần. Đây đây ông vén lên này. Rồi rồi ok. Cần quá nhiều. Đây đang ra mập đây, nọc ra. Mập bằng nào mập này. Này thì khỏe rồi. Nó là hàng cốt chậu rồi. Cái đi với anh Thúy này anh giao dịch 2 tác phẩm rồi. Cái cây này kia này, cái này đẹp đấy. Đục đẽo cũng ác ra miếng hết nhỉ. Khoảng bao nhiêu tiền cái này nhỉ? Con này 14 triệu. 14 triệu này. Thân cốt đặc đúng không? Đấy, dòng đá bầu, đá đỏ này anh ạ. À. 4 mặt tổng này. À, 4 mặt nha. Thì cái này là do là cái không gian đằng sau nó hơi chật là mình không để men vào trong, thì anh em thông cảm đây nè. Thì anh em nào thích thì cứ chụp màn hình như là báo anh Kiên nhé. Thì số điện thoại của anh Kiên thì tí đây tôi sẽ cho. Đấy, nó đẹp đấy. Biết rồi, quay rồi. Để cho anh em có thể tham khảo này. Đây nha, số điện thoại của Kiên Xe này. Anh em nhé, 0984 0984 này. 968 894 đấy nha, số điện thoại của anh Kiên này nè. Anh em xem trên màn hình biết rồi nha. Thì anh em có thể alo trực tiếp đi. Hôm nay là do là buổi trưa anh Thúy anh lốc với 2 chén rượu vào là người đơ rồi anh em ạ. Hôm nay uống rượu nhà anh Thúy mà Covid nhưng mà anh em chúng tôi vẫn phải làm chương trình để gửi tới tất cả anh em đang rảnh rỗi ở nhà. Có thể tham khảo thôi vì đây là cái giá chúng tôi không phải là chung bonsai tự dưng đưa ra được. Và đến nhà vườn các anh em nào mà báo giá thì để cho những anh em nào mà rảnh rỗi hơn cũng hợp nhãn hợp quang. Mình thì có thể tham khảo cái giá đó để áp dụng vào để có thể xem là có giao lưu được không nhé. Vì đây là rất là nhiều đấy hàng VIP nên là muốn cho hàng xoay ra được rồi. Thì đây là còn cả một cây to nữa để cho anh em có thể khai phá nhé. Thúy ơi, chiều nhổ cây là bây giờ nhổ vậy không? Chiều thả chậu về đi kỉnh nhờ. Thúy là một trong những người phong trào rất là tốt anh em ạ. Thì Anh Kiên anh vừa bê cái hàng VIP này thì tôi cũng quay luôn cho anh em xem cái hàng VIP đến cửa nào nhé. Đây là một tác phẩm mà cũng là si đi, hôm nay là si rất nhiều. Si cổ. Kiên quay đến nhẹ cho anh em chiêm ngưỡng cái tác phẩm này nhỉ. Đấy, rồi, trời đẹp quá, rồi quay tiếp đi. Hôm nay bao nhiêu tiền kia? Cái này 4 triệu anh. 4 triệu anh em này. Bé nhưng mà nó lại... Này, nó hạt tiêu nhưng mà nó lại có cái miếng của nó. Ok. Đấy, rất là hay và ý nghĩa nha anh em nhé. Bốn
triệu nha anh em nha. Đấy là cái giá mà anh Kiên anh cho anh em rồi, anh em có thể tham khảo ở đây. Ok, để chung một quay đấy, bắt đầu quay sang bên cạnh bên này cho anh em xem nhé. Một con này cũng là con út bệ. Đỏ quá đẹp, đỏ âu này. Đây là si bút đỏ nha anh em nhá. Chúng tôi giới thiệu để cho anh em tham khảo luôn. Con này cũng rất là dáng. Nhiều đang còn rất nhiều. Đấy, đặc biệt là những cái tác phẩm nhỏ nhắn xinh xắn đặt ở dưới đây. Trong gầm rồi thôi. Hàng mà để bên dưới nhá, bên là hàng quý anh em ạ. Đấy, thì anh em nào mà thực sự đam mê thì cứ về trực tiếp Nga Sơn đây, hỏi thăm anh Kiên nhé. Chỉ số điện thoại trên bon sai cho trên thì anh em có thể là trực tiếp alo cũng như tham khảo. Ok đi. Con này đẹp, con này cốt của nó chặt chẽ, cốt đặc. Đấy, mặt đây đẹp. Mày quay lại tí thì đây nó ngược sáng thì quay lại mặt này nó như đấy. Rồi. Nhiều quá anh em ạ. Này không biết bỏ đâu cho hết. Đang cất ở đằng sau nữa à? Sau chắc hơn 30 chậu này. Đằng sau thì hôm sau chúng ta sẽ gửi video số 2 nhé. Giờ là ra đằng sau hơi ướt, làm 30-40 gốc anh em. Đấy, mini. Anh em nào mà thích mini thì cũng có hàng mini cho anh em nhé. Thì đây về vườn anh Kiên thì còn rất nhiều. Đấy, hôm qua mới hàng mini đi Sài Gòn. À đấy, mãi Sài Gòn. Còn bé mà nhỏ nhắn mới còn lại mỗi cái chậu. Chậu không chuyển được, chuyển đây. Nó nặng quá đúng không? Vâng, nó bắt thêm tiền cước. Đặc biệt là tác phẩm này thì anh em có thể alo trực tiếp nhé. Mình cũng xin được dừng video ở đây để chuyển sang video số 2. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nhé. Còn rất nhiều tác phẩm nữa mà muốn chia sẻ với anh em thì anh em cứ alo trực tiếp cho anh Kiên đây. Để tí tôi cho chạy số điện thoại trên màn hình. Đấy, để anh em có thể tham khảo nhé. Đấy, anh em về vườn anh Kiên đây thì chắc chắn là sẽ chọn cho mình được một vài tác phẩm ưng ý. Đấy nhé.